Đây là thí sinh đầu tiên trong ngày, có vẻ ngoài khá là cổ quái và bí ẩn đằng sau cặp kính hồng. Không biết anh bạn này sẽ mang đến cho chúng ta điều bất ngờ gì đây? Em sẽ trình diễn bài hát gì hay là trình diễn tiết mục gì? Hôm nay em đến đây thì em muốn kể chuyện bằng phong cách của riêng em. Tôi nghĩ tiết mục của bạn nó làm nên cái diện mạo của Việt Nam Got Talent. Đây chính là những tiết mục mà chúng tôi đang đi tìm kiếm. Mặc dầu gương mặt của bạn là một gương mặt vô cảm, nhưng tôi thấy tất cả những thần thái và sự sảng khoái của bạn nó nằm ngay từ trong cái nét mặt vô cảm đó của bạn. Tôi nghĩ đây là một sự cố tình. Vậy cuối cùng mọi người có muốn nghe nội dung không hay là mọi người muốn nghe kết quả luôn? Tôi thấy thế này nè bạn. Tốt nhất là bạn đừng nên kể. Nếu kể xong, nhiều khi chuyện nó không hay. Bạn phải hết sức cẩn thận khi bạn kể. Và kết quả cuối cùng, anh Huy Tuấn. Tôi đồng ý. Anh Thành Lộc. Tôi đồng ý. Tôi hoàn toàn đồng ý.